Xin chào quý vị và bạn trở lại với chuyên Hùng xe hơi. Thì tiện vừa rồi em có tư vấn về chiếc Ranger Wildtrak ở bên cạnh này tại Phong Ninh. Thì em cũng nói nhanh qua những thay đổi mà trên Ford Everest phiên bản Titanium số tự động một cầu. Đây là màu xanh đá khá là ăn khách và là màu thay cho cái màu xanh dương thanh. Nó xanh này gọi là xanh logo đấy, xanh logo của Ford này các bác nhìn này. Ở ngoài thì nó lên nắng thật sự là rất đẹp. Mức trước xe này đang có cái mức giá niêm yết là 1.181.000.000 đồng. Giá bán thì bọn em sẽ giảm theo từng thời điểm. Tại thời điểm mà em đang ghi hình này thì mức giá dao động vào khoảng từ 55 đến mức giá dao động từ 55 đến 60 triệu đồng tiền mặt và có thể tặng kèm phụ kiện. Tốt nhất tại thời điểm và quý hàng đang có nhu cầu tham khảo thì vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua hotline đang đính kèm ở trên video. Ở trên phiên bản một cầu này thì đây là cái chiếc xe có thể nói là bán chạy nhất của dòng Everest tại thị trường Việt Nam. Vì phiên bản hai cầu chúng ta có mức giá chênh lệch khá cao, 1.4 tỷ cơ. Xe này chúng ta lăn bánh ở tỉnh bây giờ chỉ dao động vào khoảng hơn 1.2 tỷ một chút thôi. Đấy. Nói nhanh qua về thay đổi thì trên phiên bản mới này chúng ta vẫn có toàn bộ đèn là full LED. Đấy, đầy đủ 4 cảm biến. Đấy, bản một cầu thì vẫn không có phanh tay đa khoảng cách thôi. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ có một mặt lưới tản nhiệt và gần như là không mất tiền trang trí thêm về mặt ca lăng này. Để các bác nào thích đổi về cũ thì có thể liên hệ em. Vì là bản một cầu nên chúng ta không có hệ thống hỗ trợ Adaptive Cruise Control hay phanh radar khoảng cách nhé. La răng này cũng là la răng theo phiên bản từ đời trước. Đấy, các bác đẩy là la răng mới trong sách này, đen này. Đó. Sẵn bậc lên xuống, chìa khóa cảm ứng đầy đủ. Trên phiên bản một cầu thì chúng ta vẫn có đầy đủ như là đá cốp rảnh tay nhá. Đấy, cảm biến sau, camera lùi. Ghế điện này, cốp điện này. Thay đổi trên phiên bản này thì có thể kể đến như là ghế chỉnh điện 8 hướng thành ghế chỉnh điện 6 hướng. Chúng ta sẽ không có hệ thống chống ồn chủ động nữa, chỉ có một mic thu ghi âm điện thoại nghe gọi trên này thôi. Đó. Nói chung là nó sẽ hợp lý hơn và đảm bảo tính cạnh tranh hơn trên cái thị trường phân khúc SUV hơn 1 tỷ đến 1 tỷ 2 này. Chúng ta có quá nhiều sự lựa chọn luôn. Tuy nhiên thì với những khách hàng mà đã đi Ford rồi, mình nghĩ là khá là cảm giác là khá là nghiện. Đầm, chắc, nặng xe, tính năng công nghệ an toàn lúc nào cũng gần như là dẫn đầu phân khúc. Đó. Khá kén khách, màn hình cảm ứng 8 inch, sinh 3.4. Cửa gió, điều hòa, hệ thống điều hòa tự động, hai vùng độc lập. Tuy nhiên nhé, các bác nhé, hơi tiếc một chút khi em nó sẽ không có cửa gió, điều hòa hàng ghế thứ hai mà chỉ còn cổng sạc thôi. Đấy, thì em quay trực tiếp luôn. Vậy thì tay to, để đầu sâu. Chung là kể từ lúc nó ra thì em thấy nó bán vẫn rất ok. Mức giá giảm lúc nào cũng gần như là tốt nhất phân khúc. Giảm thì gần như lúc nào cũng giảm từ 50, ít nhất là 50 triệu rồi. 60, 70 triệu cũng sẽ có. Đấy, để tốt nhất theo thời điểm thì các bác vui lòng liên hệ trực tiếp với em. Đấy, cái màu xanh này thì thật ra là chúng ta sẽ có từ bản update thứ 2, tức là cuối năm 2020. Đó. Đấy, hiện nay thì xe lúc nào cũng sẽ sẵn. Với khách hàng có nhu cầu báo giá tham khảo về xe tại từng địa phương hay trả góp thì có thể liên hệ trực tiếp với em Hùng qua hotline đang đính kèm trên video. Sắp tới thì bên em cũng sẽ ra khá nhiều video liên quan đến nội dung xe mới, xe cũ, báo giá. Đấy, nếu có khách hàng cảm thấy hay có thể like, share và cho em xin một subscribe theo dõi. Đừng quên nhấn chuông để nhận được thông báo khi em ra video mới nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.